Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Hai cuộc chiến giữa Nga, Ukraine và Israel Hamas trong năm 2023 ghi nhận sự xuất hiện của dàn vũ khí khủng, có uy lực xoay chuyển tình thế trên chiến trường. Sự xuất hiện và màn trình diễn của các UAV trên các chiến trường trong năm qua cho thấy đây thực sự là một tương lai của tác chiến hiện đại một trong những UAV nổi bật nhất trên chiến trường năm qua là Lancet. Chuyên gia quân sự David Hambling nhận định với chuyên trang 1945 rằng đây được xem là một thành công nổi bật của Nga trong cuộc chiến với Ukraine. UAV Lancet do công ty con của tập đoàn vũ khí Kalashnikov của Nga chế tạo, ra mắt lần đầu tiên vào năm 2019 với tốc độ 300 km h và mang theo đầu đạn nặng 1 kg. Lancet đã chứng minh hiệu quả trên chiến trường. Nga hiện đang sử dụng phiên bản nâng cấp của UAV này phá hủy các mục tiêu ở Ukraine. James Patton Roger, một chuyên gia về máy bay không người lái tại Đại học Nam Đan Mạch cho rằng phiên bản này có tải trọng lớn hơn và độ chính xác cao hơn. Trong cuộc tiến công vào biên giới Israel hôm 7 tháng 10, Hamas có huy động các thiết bị bay không người lái UAV dân sự DGI và Alten, và thậm chí cả phiên bản lớn hơn là DGI Matrix 600 đây đều là uav dạng trực thăng được sử dụng để thả lựu đạn vào các khẩu súng và thiết bị cảm biến của israel ở biên giới với gaza chiến thuật này dựa trên quan sát cách sử dụng uav dân sự trong xung đột nga ukraine hamas cũng áp dụng phương pháp này để phá hủy hoặc làm hư hại một xe tăng mekava đang di chuyển khi đó hệ thống phòng vệ châu phi trên xe có thể đã bó tay khi xe bị tấn công trực tiếp từ phía trên cũng có thể uav kia có tốc độ chậm và các lựu đạn được thả bằng trọng lực nên đã bị cảm biến của châu Phi bỏ qua. Trong năm qua, Nga đã sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử để bắt bài các loại vũ khí tiên tiến từ phương Tây. Nga đã sử dụng hệ thống Krasukha để ngăn chặn máy bay không người lái mêl của Ukraine sử dụng radar chụp ảnh chiến trường kể từ tháng 6 năm 2022 nhưng đây là lần đầu tiên moscow thông báo về việc gây nhiễu công suất cao bằng hệ thống này bởi việc can thiệp các thiết bị điện tử hàng không trên máy bay đòi hỏi rất nhiều năng lượng hệ thống krasukha được thiết kế để tạo ra lá chắn điện tử bảo vệ các tài sản của nga trên mặt đất và những phương tiện trên không hoạt động gần mặt đất chẳng hạn như trực thăng tấn công khiến đối phương khó phát hiện hoặc tấn công các mục tiêu này Mặc dù Ukraine hy vọng nhiều vào xe tăng và máy bay chiến đấu, nhưng những bệ phóng tên lửa HIMARS lại đem đến nhiều thành công cho quân đội Ukraine. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Ukraine đã tấn công hàng trăm mục tiêu của Nga bằng HIMARS, trong khi Nga không thể trả đũa một cách hiệu quả và không có bệ phóng nào trong số 20 bệ phóng hiện đang được Ukraine sử dụng bị phá hủy. Sự xuất sắc của HIMARS ở Ukraine đã khiến các đồng minh của Mỹ đổ xô mua sắm trang bị hệ thống này. Trong khi đó, quân đội Mỹ đang tiếp tục phát triển những cách mới để sử dụng HIMARS hiệu quả và mở rộng khả năng tác chiến của nó. HIMARS được đưa vào phục vụ trong quân đội Mỹ từ năm 2005 sau một thập kỷ phát triển bởi nhà sản xuất Lockheed Martin. Một trong những vũ khí nổi bật trong năm 2023 không thể không nhắc tới là xuồng không người lái tấn công tự sát Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy máy bay Su-30SM và Su-24M phá hủy một số xuồng không người lái của Ukraine trong khi tiến hành tuần tra gần bờ biển Crimea. Theo Bộ Quốc phòng, các phi đội Su-30SM và Su-24M liên tục tuần tiễu để phát hiện xuồng tự sát và xuồng đổ bộ cao tốc của đối phương, sau đó sử dụng pháo và bom để phá hủy mục tiêu. Binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến nói rằng bom dẫn đường UMPK của Nga có uy lực lớn, đạt hiệu quả cao khi phối hợp cùng UAV trinh sát. Binh sĩ Ukraine đang tham chiến tại mặt trận Zaporizhia cho biết hồi đầu tuần, bom dẫn đường là một trong những nỗi sợ lớn nhất trên chiến trường. Lực lượng Nga sử dụng chúng một cách triệt để. Tôi không thể bình luận về độ chính xác, nhưng loại bom này có uy lực rất mạnh. Alexander Solonko Vào tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định viện trợ bom chùm loại vũ khí gây tranh cãi cho Kiev hơn 120 quốc gia đã cấm bom chùm vì những mối đe dọa nghiêm trọng và dai dẳng nó để lại. Nhưng Mỹ, Nga và Ukraine không có trong danh sách này. Quyết định của ông Biden thậm chí cũng bị một số đồng minh NATO phản đối và gây ra tranh cãi. Ngoài những công nghệ mới và vũ khí mang tính chất xu hướng, giới quan sát nhận định vai trò của những vũ khí truyền thống là không thể xem nhẹ trên chiến trường. Ví dụ, xe tăng vẫn đóng vai trò quan trọng trong tác chiến dù xe tăng ngày càng dễ tổn thương hơn trên tiền tuyến và mất đi vai trò pháo đài di động, nhưng không thể phủ nhận vai trò của vũ khí này trong việc giành và duy trì kiểm soát với các lãnh thổ. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết hôm 21 tháng 12, các quan chức quân sự của Ukraine từng mong muốn tiến hành chiến dịch phản công mùa hè một cách nhanh chóng, cắt đứt cầu nối trên đất liền tới Crimea. Tuy nhiên, nỗ lực này của Ukraine đã bị lực lượng Nga cản trở. Ông Gerasimov đã thông báo cho các tùy viên quân sự nước ngoài về những khía cạnh khác nhau trong chiến lược quân sự của Nga, bao gồm các bước được thực hiện để ngăn chặn một cuộc phản công của Ukraine mà ông nói là ưu tiên hàng đầu của Moscow trong năm nay. Ông nói kế hoạch của đối phương là phong tỏa Melitopol trong vòng 15 ngày, sau đó tiến về phía biển Azov, thành phố Mariupol và bán đảo Crimea. Theo RT, Melitopol là thành phố lớn ở vùng Zaporizhia, cách bờ biển Azov khoảng 40 km và cách cửa sông lớn Molokny Liman khoảng 15 km. Thành phố Mariupol cũng thuộc vùng Zaporizhia. Ông Gerasimov cho hay, trong chiến dịch phản công bắt đầu từ tháng 6, Ukraine đã huy động lực lượng lớn, bao gồm nhiều lữ đoàn do phương Tây huấn luyện và trang bị vũ khí. Lực lượng nòng cốt của Ukraine ở vùng Zaporizhia ban đầu có 50 tiểu đoàn, được trang bị hơn 230 xe tăng và hơn 1.000 xe chiến đấu bộ binh. Lực lượng này sau đó tăng lên tới 80 tiểu đoàn. Để đối phó, quân đội Nga đã chuẩn bị các tuyến phòng thủ sâu, bao gồm nhiều lớp. Ông Gerasimov cho biết, khi đối phương tấn công vào ngày 4 tháng 6, họ đạt được một số bước tiến nhỏ nhưng phải trả giá đắt. Đối phương không thể xâm phạm ngay cả lớp phòng thủ chiến thuật của chúng tôi. Theo ông Gerasimov, việc phương Tây tăng cường viện trợ vũ khí không giúp lực lượng Ukraine đảo ngược tình thế ở mặt trận Zaporizhia. Tướng Nga nhấn mạnh, việc phương Tây cung cấp thêm vũ khí và ký ép triển khai lực lượng dự bị chiến lược cũng không thể lật ngược tình thế. Ông kết luận, do đó, cuộc phản công của Ukraine và các đồng minh NATO đã thất bại. Theo Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, trong vòng 6 tháng phản công, Ukraine tổn thất khoảng 160.000 binh sĩ, hơn 3.000 phương tiện chiến đấu bọc thép. 121 máy bay chiến đấu và 23 trực thăng. Nhận thấy lực lượng vũ trang không còn khả năng hoàn thành mục tiêu, Ukraine chuyển sang sử dụng các biện pháp cực đoan, ông Gerasimov nhận xét. Ông nói đối phương không từ bỏ hành động tấn công gây nguy cơ mất an toàn hạt nhân. Đối phương sử dụng có hệ thống các UAV gắn thiết bị nổ để tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Trước đó, hồi tháng 5, nỗ lực của đối phương nhằm phá hoại nhà máy điện hạt nhân ở Leningrad và Kaliningrad trong lãnh thổ Nga đã thất bại. Ngoài việc phòng thủ, quân đội Nga còn sử dụng vũ khí chính xác tầm xa để tấn công hàng loạt điểm chỉ huy, cơ sở quốc phòng, căn cứ quân sự của đối phương. Ông Gerasimov nói, nhấn mạnh rằng có hơn 1.500 mục tiêu quân sự của Ukraine bị tấn công trong thời gian quân đội Nga phòng thủ. Ông Gerasimov cho biết, trong năm 2023, nhiệm vụ chính của quân đội Nga là đẩy lùi chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine và làm suy yếu các lữ đoàn nòng cốt của Ukraine được phương Tây huấn luyện và trang bị vũ khí. Quân đội Ukraine đang nỗ lực định hình trận chiến trên sông Dnieper gấp rút đưa các lực lượng qua sông và gia cố vị trí tại các đầu cầu đổ bộ. Trước động thái này, nhiều nhà phân tích cho rằng Kiev có khả năng sắp tung ra cú đòn quyết định. Sương mù, bùn lầy và giá rét đã làm chậm lại các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine, nhưng không ngăn chặn được một cuộc chiến tiêu hao. Hiện quân đội Nga đang siết chặt vòng vây thị trấn Adipka thuộc tỉnh Donetsk. Trong khi đó, cuộc phản công của Ukraine đang có dấu hiệu thất bại và quân đội nước này tiếp tục ở thế phòng thủ dọc theo nhiều khu vực khác nhau trên mặt trận tại khu vực hạ lưu sông Dnipro, quân đội Ukraine đang nỗ lực định hình trận chiến. Thủy quân lục chiến của nước này đã thiết lập được đầu cầu đổ bộ nhỏ ở bờ đông con sông do Nga kiểm soát. Họ lợi dụng màn sương mù dày đặc để băng qua sông bằng những chiếc xuồng cao tốc. Hiện Kiev đã thiết lập được cứ điểm kiên cố tại vùng đầm lầy ở tả ngạn sông Dnipro và chiếm giữ nhiều khu vực tại làng Karinki. Theo giới phân tích, Ukraine có 3 mục tiêu chính khi tiến hành hoạt động đột kích vượt sông Dnepr. Thứ nhất, tạo ra bước đột phá quan trọng. Quân đội Ukraine muốn vượt qua chướng ngại vật tự nhiên lớn nhất dọc theo mặt trận để tiến về phía sau phòng tuyến Surovikin của Nga. Thứ hai là trói chân Nga khi cuộc phản công gần Roboty bị mắc kẹt giữa các chướng ngại vật thứ nhất và thứ hai của phòng tuyến Surovikin. Mục tiêu cuối cùng là đánh lạc hướng đối phương giới phân tích cho rằng việc ukraine có thể tạo ra bước đột phá tại một địa điểm rất khó vượt qua là điều bất ngờ theo học thuyết quân sự phương tây đây là bước tiến thành công và về mặt chiến thuật việc mở rộng các đầu cầu đổ bộ sẽ đặt nền móng cho cú đòn quyết định nhưng vẫn còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình này như thời tiết môi trường lực lượng theo một số nhà quan sát người chỉ huy lực lượng đặc nhiệm ukraine có thể có một số nhiệm vụ như sau xây dựng đầu cầu đổ bộ ở phía đông khe sân và tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động tiến quân về phía Melitopol, cửa ngõ bán đảo Crimea và khu vực Amiens. Nếu thành công, Ukraine có khả năng đạt được mục tiêu ban đầu của cuộc phản công là kiểm soát các tuyến đường dẫn tới Crimea bằng cách vượt qua phòng tuyến Surovikin của Nga, bố trí các vị trí phòng thủ phía sau những công sự lớn. Để làm được điều đó, Kyiv cần phải tạo ra các tuyến đường vượt sông vững chắc, giúp cho việc vận chuyển trang thiết bị, vật tư và luân chuyển quân diễn ra nhanh chóng và tránh các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa của Nga. Nhìn một cách tổng thể, trọng tâm hoạt động của quân đội Ukraine sẽ được chuyển xuống vùng hạ lưu sông Dnipro. Tuy vậy, để tấn công tập trung, quân đội Ukraine sẽ cần có ưu tiên trên không. Các chuyên gia quân sự cho rằng Kiev chỉ có thể tiến hành cuộc tấn công lớn ở tả ngạn sông Dnieper khi tiếp cận chiến đấu cơ F-16 của phương Tây, nhưng vẫn chưa rõ khi nào họ được chuyển giao loại máy bay chiến đấu này dù quá trình đào tạo phi công đang được thực hiện. Địa hình là một trong những yếu tố chính cần phải xem xét ở vùng hạ lưu sông Dnieper. Ba điểm giao cắt cố định, cầu đường bộ ở Antonivka, cầu đường sắt ở Thượng Nguồn và con đập ở Nova Kakhovka đã bị phá hủy, vì thế rất khó vượt qua. Quân đội Ukraine cần phải tính đến địa hình tự nhiên của con sông để đưa một lượng lớn lực lượng sang bờ bên kia một cách an toàn. Hiện chỉ có hai địa điểm thuận lợi để lập đầu cầu. Thứ nhất là khu vực gần Karinki và thứ hai là trên cầu đường sắt. Theo trang tin Military Land, hiện có 6 lữ đoàn của Nga hoạt động ở vùng hạ lưu sông Dniepe, trong đó có các đơn vị thủy quân lục chiến sử dụng thuyền bơm 2, hai đơn vị lính dù, bộ binh, cơ giới và xe trinh sát. Các lực lượng này tương đối cơ động nhưng không tạo thành một lực lượng thiết giáp hạng nặng thực sự. Thủy quân lục chiến Ukraine đã thiết lập được vị trí vững chắc, vì thế Nga buộc phải tiêu tốn rất nhiều nguồn lực cho các cuộc tấn công. Hiện tại không có dấu hiệu cho thấy Nga điều một số lượng lớn quân tiếp viện tới Karinki. Theo giới phân tích, việc Nga chưa coi mặt trận Kherson là một mối đe dọa nghiêm trọng có thể giúp Ukraine có thời gian quý giá để chuẩn bị binh lực. Ukraine được cho là đã triển khai bốn lữ đoàn thủy quân lục chiến cùng với một đơn vị pháo binh lớn thực hiện hoạt động vượt sông Dnieper. Bản đồ chiến thuật của Military Land thu thập thông tin từ các nguồn công cộng cho thấy ba đơn vị của nước này đã xâm nhập được vào khu vực tả ngạn sông Dnieper do Nga chiếm giữ. Vẫn chưa rõ, Ukraine đã thiết kế bao nhiêu công trình ở vùng hạ lưu sông Dnieper như cầu nổi, cầu phao hoặc bè. Theo đánh giá của các chuyên gia, lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine có đủ khả năng để bảo vệ các đầu cầu tuy nhiên họ sẽ phải sẵn sàng cho hoạt động tiếp theo nhằm mở rộng hai trục về phía melitopol và crimea